Một MC tiên nhiên có chuông chuông to đấy, chuông to. Một con gấu, hai con gấu. Con gấu này đang đu nè, đang đu trên cái gì đó, cái cây, cái thanh đó, lắc qua lắc lại. Một con thỏ, con này mày để bàn nhìn sang trọng lắm nè, thương hiệu nó. Đặc biệt là bàn học cho mấy mấy cháu á, mỗi lần học mà mệt mỏi nhìn mấy con gấu này đung đưa cũng đỡ buồn. Con này nó vàng nhưng mà nó tầm khoảng 90% thôi, nó vàng đẹp ấy. Nó 90% là do nó là đồ hàng nội địa thôi, có một chút trầy xước nhẹ không đáng kể nha. Thì bên bên trung nha, này bên tiểu nè, bên trung hàng bãi giờ nha, còn bụi nha. Đây, công tắc on off của chuông, bên chỉnh giờ, bên chỉnh chuông, bên chỉnh giờ, bên 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 chỉnh giờ giờ đang chạy một cái bên giờ. Đây là giờ 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 chuông mình cần chỉnh. Đây là công tắc on off, nếu không muốn nghe chuông thì tắt này xuống. Khá đẹp đấy, nghe tiếng chuông lại một cái nè. Và công tắc luôn. To. Này để bàn sang lắm đó. Để bàn ăn cũng sang đó. Để bàn ăn hoặc bàn làm việc cũng sang đó. Này dành cho mấy đứa nít thì ok lắm á. Nó khoái, khoái ngồi lên bàn hơn. Thích ngồi học hơn.